chạy dữ vậy. Giỏi. Wow, chị mất lái mất đồ luôn. Tiếp tục. Chạy chạy ác thiệt đó chứ. Ê, clip đầu tiên của năm mới năm 2024 nha quý anh chị. Thì đầu năm mới mình chúc cho những anh em nào mà vô tình xem được cái clip này thì chúc cho anh em mình năm 2024 đầy bứt phá nha anh em. Bữa nay là cái ngày đầu tiên của năm, mình ra ghe rồi làm mấy cái lặt vặt á, làm mấy cái lặt vặt này, đồ đạc đồ đùm tấm lung tung hết, làm mấy cái lặt vặt để chuẩn bị khoảng tầm 3-4 ngày nữa. 3-4 ngày nữa thì đội hình lưới quay đêm của anh em Phú Lạc, Phú Yên thì hầu như là mở biển hết toàn bộ. 3-4 ngày nữa thì tầm 24, 25, 26 thì đa phần anh em sẽ mở biển hết toàn bộ ở lạch sông Phú Lạc, Phú Yên của mình. Thì đầu năm mới nên là từ bữa trong Tết tới giờ thì mình không mới ra nhiều clip cho anh em mình xem. Thực sự là một cái kênh chuyên review về khai thác, đánh bắt, nội dung chính là xoay quanh cái cuộc sống, cái vấn đề đi khai thác của mình. Rồi cộng thêm nữa là có sự va chạm, gặp gỡ, giao lưu anh em thì mình cũng ghi hình, ghi ảnh lại cho anh em mình xem. Hôm nay còn có vài ngày nữa mở biển nên là ra ghe làm hầu hết mấy cái thứ mà lặt vặt linh tinh. Hình như là ghe lưới quay nhỏ ở bên mình là lấy tổn rồi anh Bảy, lấy tổn. Còn bữa nay lưới quay lớn bên mình cũng chạy đi lấy tổn. Mà sao hình như hai chiếc không có cặp chung hả? Má không kẹp giữa, má không tách ra à? Vậy giờ phải bao que bao lại ớn vậy, xong rờ thớ cặp luôn đi. Hôm nay cũng đem máy móc ra gắn mở lên thử, 5-6 tháng nay không có xài, mở lên thử kiểm tra cho mọi thứ nó hoạt động lại bình thường. Anh em đội hình lưới quay thì bữa nay mất tổn hầu như là chắc cũng 2/3 anh em lưới quay mất tổn, găm mũi hết trơn, chờ ngày mở biển. Đài báo 24 này trời quá đẹp, 27-28 hôm bữa coi thấy sượng sượng nhưng bữa nay nó không mãn. Ghe lưới lớn của mình đang mất tổn ở dưới kia, dưới khu vực cảng, còn ở này khu vực lạch sông. Trong vòng vài ngày nữa anh em mở biển ra cái vùng mình bắt đầu khai thác đi
dọc dọc xuống vùng đảo Phú Quý rồi này nè. Cao rồi. Chờ 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 mấy cái đây quăng quăng lên. Quăng lên. Giờ quay bên bên bển lại ăn. Bên bên kia tôi có thúng mà. Có thúng không chút có gì? Sao à? À chút cái gì tôi ấy mấy xong rồi tôi qua bển mở mấy bển lên thử. Đù đù từ 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 nha. Wow, wow. Rồi ạ. Hầm bọng bỏ kẻ năm nay chưa sắp xếp lại. Một hai ngày nữa thì cho anh em ra sắp xếp, trước ngày đi biển khoảng tầm 2 ngày cho anh em ra sắp xếp. Sắp xếp rồi bạc rồi hầm, rồi hầm lúc đi biển gì á, kiểu như là mình lấy giang đáy lên á, lấy giang đáy lên cho nó ráo ráo mơ lường, ráo mấy cái đà. Giờ ra phải trải lại rồi đưa bạc phân bổ cho đều hết các hầm, rồi mình xối nước ở trong các hầm cho cái hầm nó mát, thì sau đó mình mới lấy được tổn đá, nó khỏi bị tiêu da hầm bỏ lâu nó bị rớt hầm á. Ai gọi đi không? Alo. À ghé ghé vô nhà giờ anh nhận nha. À bao dây kéo ấy, tôi vô tôi rép cái máy tôi rồi. Dây kéo lá lại chứ không lên được thẻ đi. Dây kéo kẹp lá là không. Giờ mình leo xuống leo lên dây gì đâu liền. Rau. Nãy cái lớn nó cặp giữa giờ nó tháo nó đi nên hai ông này hở ra. Ê nhận dây để nó rớt vô nước nặng. Bảy ơi bảy ra nhận dây để rớt vô nước nặng ơi bảy. Giờ có ai chỗ nào? Này qua nghe chỗ Phi đây. Bển vô rồi á, bên đây đâu kéo đâu? Bển kéo vô rồi á. Ủa kéo vô nó gần vô, có gì leo qua leo lại á. Ớn tay tay cái ở trong miền Tây quen gọi tay cái, nhưng mà ở vì đây không gọi tay cái được, gọi là ở vì đây gọi là nhân lập chính. Wow mấy ơn go, ở vì đây mà gọi tay cái là người ta đâu là hiểu lầm, tưởng đâu nói cái tính người ta hay cãi nên là không có gọi tài cãi. Đây gọi là nhân lập chính anh em à. Wow, nặng quá. Mở cửa rồi ra thoáng ra bên bớt ấy. Nửa năm nay lên móc hết rồi ấy. Thở nha. Wow.
quá mệt cái ông này. Giờ lại lấy dùm mà bắt re vô nữa, ép cưa ép không ơn đó, trong cái pin còn lạc giặt cho anh em dọn ra hết. Bề điện đài điện tử rồi ráp vô, còn dọn dẹp cái phòng ngủ của mình nữa. Phòng ngủ cả năm nay lên móc. Hụt hồng mà chưa. Rồi. Thứ đâu rồi đó. Năm nay là mấy cái bổ này là mình không có sơn. Đây nè. Không có sơn. Sơn trên này nó mới chút dở coi. Sơn này anh em đi qua lại trơn trượt lắm. Khu vực này cũng không có sơn. Bon này nó cũng nó tích lên. Đá bỏ ra chài. Đập rồi nó chài nó trời. Còn mấy khu vực này nó còn sơn mới. Mới là do mình pha tỷ lệ 1:1 luôn. Cam với đỏ là 1:1 luôn. Mấy năm rồi nó vẫn còn đỏ chói, nó chỉ trầy thôi, nó không có nhẽ màu. Pha tỷ lệ 1:1. Anh em thì một số anh em pha là nó nhạt hơn. Pha đậm luôn, đợt mình chơi khác là pha đậm luôn. Ở bên ghe thu mua của mình thì hầu như ba cái lặt vặt là mình làm hết. Làm hết luôn. Vô. Máy bỏ lên móc màn hình nữa. Mấy cái que đi về, mấy cái rắc cắm rồi đây là mình bao ni lông lại rồi lấy cọng dây thắt lại hết khỏi bị rỉ. Mấy này đơn giản thôi, kỹ chút xài nó ngon. Rút ngày và nay vô sớm như ta, mới có 10 giờ vô hết trơn rồi. Mới 10 giờ lúc này vô hết trơn rồi. Đây, ráp vô khởi động máy luôn. Này là chỗ này. Rồi. Cần định cái cục sứ của định dạng. Cái này thuộc cái này. Này à, này một cái này. Này sẽ chỉ cần mà. Xám này dây cục sứ này, dây đen này dây nguồn này. Rồi bật ổn áp lên, đấu qua nguồn 13.8, bật phát chắc nhảy ra. À, chưa mở nguồn. Mở nguồn điện tổng. Ổn áp mình câu qua nguồn điện tổng. Muốn khởi động ổn áp là trước khi mình đi về nhà rồi tắt nguồn điện tổng, cầu giao tổng của mình lên. Lên rồi nè. Mở máy nè. Mở máy chưa lên má. Ổn áp chạy không à. Ổn áp chạy hôm nay chưa lên ta. Này giống sai.
Má tiếp không lên cả. Đây nè anh em, sợi dây nguồn nè. Sợi dây nguồn bỏ một năm nè. Đó, đàn anh cắn bứt hết nè, cắn bứt từ lưa hết. Đó, vậy sao hoạt động được? Cắn bứt hai đầu luôn. Dành lắm nhiều anh cũng không, cho dần xài tạm thời. Thở hở giờ mình thử luôn nha, bật ổn áp lên lại nguồn gắm vô rồi đúng không, rồi sáng liền rồi nè, sáng liền. Nó bị bất nguồn, bất nguồn nè, đàn anh cắn nè, nó báo điểm luôn nè anh em, 57 400, 24 900, lấy chẵn là 57 25, bật chế độ định dạng luôn nè, báo có ghe Phương Thảo 92126, trong bờ cũng có mấy chiếc mà. Mấy chiếc có phao rồi nè. Ông có mở định dạng bở đó anh đại? Mở lên tôi coi thử luôn nha. Đây, hai cái phe mình là mình hảo cái mô đen đây lắm, cần biết cái né bên nào hay là tránh bên nào là mình xài hai cái phe này, phe nên là trên ghế hai góc hai phe khỏe. Này như kia 19 7. Cuối năm tháo dồi mới giờ đem ra gắn lại. Model này là nhà sáng tạo nội dung YouTube bố về thiết kế đấy anh em. Canh cái góc này nó có sai góc thì sai góc thì lên chỉnh ốc thôi. Bát đồ kiên cố lắm. Đồ anh đây chị giữ chị chơi. Nãy giờ 4-5 vòng rồi. Đồ chạy. Đồ. Chạy không có chút khối luôn không? Xong một số yếu tố lạc quạt nha anh em, chuẩn bị vươn khơi anh em ơi. Cái đoạn này
cái đoạn này là hầu nó có sẵn, nhưng mà Bình Định là bữa nào lấy cái miếng trụ á bao cái đoạn này lại, chứ hôm nay mình tận dụng cái ni lông đây ngon thì cũng có ngon, nhưng mà chạy tới đâu nó vùa tới đó, trụ nó trơn mình. Ni lông này nó bắt ba cái móng nhựa tua hết, mà quấn ni lông là quấn cực kỳ khổ luôn. Xuống kiểm tra hai phe, rồi kiểm tra lại hệ thống điện trụ, lên lại dòng nữa, chuyển giao công nghệ anh em ơi, chuyển giao công nghệ. Bển có công nghệ nào dư đưa qua đây, bên đây có công nghệ nào dư đưa qua bển. Cái màn hình của máy nó ẩm nè, bỏ lâu nó ẩm nó lên mù nè, để nó hút hết cái nó nóng máy, nó hút hết mấy cái đó nữa. Rồi kiểm tra hệ thống khoe nè anh em, hai khoe đâu, bỏ lâu qua, bỏ lâu đi chịt luôn à. Để giờ bảy xịt vô chút coi. Lâu quá sợ ý. Mấy cái này xịt R7 không ngon. Xịt cái loại mà tăng sơn á, loại đó nó bám đó. Cái chai mà dùng để xịt sơn. Rồi hai phe luôn, thử ra cái nào sáng. Sáng một em, sáng hai em luôn. Má nó mà chạm đường dây nó không sáng là mò xí bè lắm. Làm trực tiếp là nó không có cực, mà mò là ớn. Nào xích đó. Anh mình coi thử cái máy bên định dạng mình với cái máy định dạng ảnh bắt nhau chưa nha.